Niềm tin ánh sáng. Niềm tin ánh sáng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh giao thông quốc gia, tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với quá trình hình thành và phát triển của Hội người mù quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập. Tiếp theo chương trình là chia sẻ của ông Đàm Quốc Hiền, Chủ tịch Hội Người Mù quận Tây Hồ về sự phát triển của cơ sở tầm quất ánh sáng. Phần cuối chương trình chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Nguyễn Phú Hiền, hội viên Hội Người Mù quận Long Biên. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 4 vừa qua, Hội Người mù quận Tây Hồ Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 27 tháng 4 năm 1996, 27 tháng 4 năm 2016. Đây là dịp để cán bộ hội viên trong toàn hội đánh giá lại chặng đường 20 năm trưởng thành và phát triển, đồng thời cùng nhau đề ra những nhiệm vụ chương trình hành động cho chặng đường tiếp theo. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn những kết quả nổi bật mà cán bộ hội viên Hội người mù quận Tây Hồ đã đạt được trong 20 năm qua qua bài giới thiệu của tác giả Hoàng Lý. Thưa quý thính giả, cách đây 20 năm, ngày 27 tháng 4 năm 1996, chỉ 4 tháng sau khi quận Tây Hồ, một quận nội thành mới của thủ đô chính thức ra mắt, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành quyết định cho phép thành lập Hội người mù quận. Đây là một dấu mốc quan trọng có ý nghĩa to lớn đối với những người khiếm thị sinh sống tại một số xã vườn trên vùng đất xung quanh Hồ Tây. Từ thời điểm này, những người khiếm thị Tây Hồ có một địa chỉ chung để cùng nhau gắn bó, chia sẻ, vượt qua những khó khăn của hoàn cảnh tật nguyền, phấn đấu vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những ngày mới thành lập, hội mới chỉ có 37 hội viên, được chuyển về từ các hội người mù, ba đình và từ liêm. Cơ sở vật chất gần như con số 0, địa bàn lại rộng nên phong trào hoạt động của hội gặp rất nhiều khó khăn. Ông Trần Trung Hiếu, giám đốc trung tâm dạy nghề hội người mù Hà Nội và là chủ tịch đầu tiên của hội nhớ lại: Lúc đó thì trong cái bối cảnh khó khăn vô cùng về cái hạ tầng cơ sở địa bàn thì rộng mà hạ tầng thì chậm phát triển, người dân thì chưa biết đến hội là nhiều và rất thiếu thông tin về người khiếm thị, khó khăn về cơ sở vật chất là chủ yếu nhưng mà chúng tôi cho rằng là cái khó khăn nhất là làm sao đó thì phải có một cái lực lượng hội viên là những cái con người là những cái nhân tố để tạo ra cái phong trào. Và thứ hai là cũng phải dựa vào hội viên thì mới xây dựng được phong trào. Với những khó khăn kể trên, các cán bộ của hội xác định mục tiêu đầu tiên là phải phát triển tổ chức của hội tới tận các phường, thu hút tối đa những người khiếm thị vào hội. Và một nhiệm vụ quan trọng nữa là cần tạo ra mô hình sản xuất tập trung giúp người khiếm thị có thu nhập, từ đó họ sẽ có thêm niềm tin vào tổ chức hội. Với phương hướng hoạt động đúng đắn, chỉ sau một năm, Hội Người Mù đã gặt hái được những kết quả khả quan, ông Trần Trung Hiếu cho biết thêm. Chúng tôi làm cái việc đầu tiên là phải xây dựng cái mạng lưới công tác hội ở tất cả các xã phường. Với cái phương châm là không để một người mù nào trên địa bàn quận mà không được biết đến hội người mù và không được sự chăm sóc hỗ trợ của hội người mù à, nhiệm vụ thứ hai là à, có hội viên rồi thì phải làm gì để tập hợp hội viên và cũng là một cái mà nguồn động lực để thúc đẩy hội viên người ta đến với hội nhiều hơn tức là phải xây dựng cái cơ sở sản xuất và chỉ sau hơn một năm thì chúng tôi phát triển từ 37 hội viên thì cái số hội viên đã tăng lên đến 130 140 hội viên. Hội người mù quận Tây Hồ cũng đã thành lập một cái cơ sở sản xuất mang tên là mùng 10 tháng 10 giải quyết việc làm và thu hút được hơn một chục hội viên và tham gia lao động. Cũng kể từ đó đến nay, trong suốt 20 năm hoạt động, hội đã tập trung vào các nhiệm vụ chính là xây dựng và phát triển mạng lưới tổ chức hội, vận động người khiếm thị trên địa bàn quận tham gia sinh hoạt hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước Vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, mặt trận Tổ quốc và hội phát động, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần cho hội viên, tổ chức các hoạt động sản xuất, vay vốn, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện từng bước đời sống vật chất, xóa đói giảm nghèo cho người mù, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, có lẽ hơn ai hết. Những hội viên khiếm thị chính là những người cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc cũng như sự đổi thay mà tổ chức hội đã mang đến cho cuộc đời họ. Bị mất thị lực do căn bệnh thoái hóa dây thần kinh thị giác khi đang là một công nhân, phải nghỉ việc ở nhà, sống phụ thuộc vào gia đình. Ông Quách Văn Thắng không khỏi cảm thấy hụt hẫng và buồn chán. Giữa lúc tưởng như không tìm ra lối thoát cho mình, các đồng chí cán bộ hội đã tìm đến tận nhà thuyết phục, động viên ông Thắng tham gia tổ chức hội, được gặp gỡ những người đồng cảnh ông thắng dần lấy lại sự tự tin rồi ông được hội cử đi học nghề và được làm việc ngay tại cơ sở tổng quất ánh sáng của hội có thể trở lại làm việc tự kiếm được thu nhập ông thắng đã trở lại là một con người hoạt bát còn với chị nguyễn thị ngọc anh ở phường phú thượng hội không chỉ là nơi tiếp cho chị sức mạnh tinh thần giúp chị có công ăn việc làm mà cũng chính nhờ tham gia sinh hoạt trong ngôi nhà chung này chị đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình với những thành tích nổi bật trong các mặt hoạt động trong suốt 20 năm hoạt động của mình, Hội Người Mù Tây Hồ liên tục đạt danh hiệu đơn vị loại A, đứng trong top những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức hội sẽ triển khai trong thời gian tới để phát huy kết quả đã đạt được trong 20 năm vừa qua, ông Đàm Quốc Hiển, Chủ tịch Hội Người Mù Tây Hồ cho biết. Trong thời gian tới, Hội Người Mù Quân Tây Hồ thì cũng sẽ tập trung trước hết là vào cái vấn đề hoàn thiện củng cố cái mạng lưới tổ chức của hội làm sao để tất cả những cái người khiếm thị sinh sống trên địa bàn quận Tây Hồ có mong muốn thì đều được vận động để kết nạp gia nhập hội và chúng tôi vẫn tiếp tục có nhiều những cái hoạt động để chăm lo giúp đỡ cho hội viên nâng cao đời sống một cách toàn diện cụ về cái mặt hoạt động lao động sản xuất ấy thì tiếp tục phát triển cái nghề so bóp tổng quất tiếp tục giúp đỡ cho hội viên vay vốn từ cái quỹ quốc gia giải quyết việc làm để có điều kiện phát triển những cái thế mạnh của từng gia đình. Chúng tôi cũng vẫn duy trì những cái hoạt động văn hóa văn nghệ để làm sao giúp đỡ cho những cái người khiếm thị trên địa bàn quận có một cái cuộc sống tinh thần ngày càng phong phú. Thưa quý vị và các bạn, 20 năm là một quãng thời gian không dài nhưng đối với tập thể cán bộ hội viên hội người mù Tây Hồ là chặng đường thật sự ý nghĩa. Đó là hành trình không ngừng nghỉ của những người khiếm thị trong công cuộc tạo dựng cho mình một mái nhà chung, tạo dựng cho mình sự tự tin, tự lập, hòa nhập cùng cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2003, được sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện đến từ Canada, Hội Người Mù Tây Hồ kết hợp với Trường Y học Dân tộc Tuệ Tĩnh đã mở lớp dạy nghề và thành lập cơ sở xoa bóp tầm quất ánh sáng sau 13 năm hoạt động, lượng khách hàng đến với cơ sở ngày càng ổn định, doanh thu tăng theo thời gian. Năm 2015, doanh thu đạt 412,6 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao động tăng dần từ 5 đến 700 nghìn những ngày đầu tiên lên 3,5 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, với chủ trương phát triển nghề tầm quất là nghề mũi nhọn, trong những năm qua, Hội Người Mù quận Tây Hồ đã có nhiều hình thức nhằm giúp đỡ cho những hội viên được học nghề và phát triển loại hình dịch vụ này. Trong phần tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ông Đàm Quốc Hiển, Chủ tịch Hội Người Mù quận Tây Hồ sẽ chia sẻ với quý vị về sự phát triển của cơ sở tầm quất ánh sáng cũng như những hoạt động hỗ trợ hội viên học nghề mà Hội Người Mù Tây Hồ đã triển khai trong những năm qua. Thưa ông Đàm Quốc Hiển, trước tiên ông có thể chia sẻ với các thính giả của chương trình Niềm tin Ánh Sáng về sự phát triển của cơ sở xoa bóp tầm quất ánh sáng của Hội Người Mù quận Tây Hồ. Có thể nói là chúng tôi cũng rất tự hào là một trong những cái đơn vị đầu tiên của hội nghị thành phố hà nội phát triển cái hoạt động dịch vụ sơ bóp tổng quất bắt đầu từ một cái dự án từ năm 2003 chúng tôi đã xây dựng được cơ sở tổng quất ánh sáng ngay tại trụ sở quân hội à, mở một cái lớp dạy nghề trong cái thời gian à, 4 tháng rưỡi nhờ cái sự giúp đỡ của trường đại học dân tộc tại Tĩnh đào tạo ra cái đội ngũ kỹ thuật viên tương đối là lành nghề để hoạt động để phục vụ cho cái hoạt động của cái cơ sở ánh sáng Vâng thưa ông được biết năm 2003, Hội người mù quận Tây Hồ là tổ chức hội đầu tiên tại Hà Nội tổ chức mô hình dịch vụ xoa bóp tầm quất. Vậy thời gian đầu hoạt động thì hẳn cơ sở ánh sáng cũng gặp phải không ít khó khăn phải không ông? Thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi bây giờ cái nhìn nhận của xã hội về cái nghề xoa bóp tầm quất nó cũng còn chưa được cởi mở như cái thời gian hiện nay. Hơn nữa là chúng tôi cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm trong cái vấn đề quản lý một cái cơ sở dịch vụ sản xuất như vậy và cái đội ngũ nhân viên rồi đội ngũ cán bộ hội, cũng hoàn toàn là phải học bắt đầu từ ban đầu. Cái thời gian đầu là phải nói là cũng gặp rất nhiều là khó khăn, thậm chí cái thời gian đầu khi mà cái lượng khách hàng còn ít, cái doanh thu thấp, hội còn phải dùng những cái nguồn kinh phí khác để hỗ trợ thêm cho cái đội ngũ nhân viên để họ có thể gắn bó lâu dài với lại cái hoạt động của cơ sở. Xong qua cái thời gian hơn một chục năm xây dựng và phát triển thì chúng tôi cũng đã đúc rút ra được rất nhiều những kinh nghiệm về đội ngũ nhân viên thì họ cũng đã rất hiểu rất rõ về cái nghề nghiệp của mình biết làm thế nào để có thể thu hút và giữ chân khách hàng lôi kéo thêm những khách hàng mới đến để làm tạo cái điều kiện để cái doanh thu cơ sở ngày càng tăng lên rồi đội ngũ cán bộ hội cũng đã có những cái kinh nghiệm trong cái quản lý điều hành cái hoạt động của cơ sở. Chính vì những cái kinh nghiệm quý báo đó, để chính vì sự trưởng thành đó mà đến nay thì cái hoạt động của cái cơ sở ánh sáng rất là ổn định. Ông có thể chia sẻ thêm về số lượng lao động đang làm việc cũng như mức thu nhập mà các hội viên của hội đạt được mỗi tháng khi làm việc tại cơ sở. Cơ sở ánh sáng của chúng tôi hiện nay giải quyết công việc thường xuyên là cho 6 hội viên. Song với cái đặc thù của nghề nghiệp thì có thể vào những cái tháng mùa hè khi mà nhu cầu của, của khách hàng cao hơn ấy, thì chúng tôi có thể uh, tiếp nhận những cái hội viên làm việc trong cái uh, thời gian ngắn hơn và nâng tổng số người làm việc tại cơ sở lên đến 8 đến 9 người. Uh, và thu nhập hiện nay của anh chị em làm việc bên cơ sở thì là bình quân là đạt uh, khoảng 3 triệu rưỡi đồng trên người trên tháng. Uh, những cái tháng mùa hè thì có thể anh chị em đạt đến 5 triệu, 5 triệu rưỡi nhưng mà những cái tháng mùa đông thì có thể ít hơn. Vâng, à, một lần nữa xin được cảm ơn ông Đàm Quốc Hiển, Chủ tịch Hội người mù quận Tây Hồ đã tham gia chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, về với đời thường cũng là thời điểm đất nước bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển từ kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, tuy sức khỏe yếu, mắt không còn nhìn rõ, những sự vật xung quanh nhưng ông Nguyễn Phú Hiền, một thương binh khiếm thị ở quận Long Biên, Hà Nội, không chịu bó tay. Ông cùng phụ giúp vợ bươn trải lo cho cuộc sống gia đình, nuôi dạy các con ăn học đến nơi đến chốn Và hiện tại, các con ông đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, công việc ổn định. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ ông Nguyễn Phú Hiền qua bài giới thiệu của tác giả Hà Mạnh Hưng. Lạc quan yêu đời là điều đầu tiên ai cũng có thể cảm nhận được ở người hội viên cao tuổi Nguyễn Phú Hiền, dù chỉ lần đầu gặp gỡ. Ông sinh năm 1938, thường trú tại số 23 tổ 15, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và hiện nay ông đang là hội viên sinh hoạt tại Hội người mù quận Long Biên. Năm 1959, chàng trai Nguyễn Phú Hiền cũng như bao lớp thanh niên thời đó, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng thanh niên xung phong lên đường cứu nước. Qua các chiến trường từ Bắc vào Nam với nhiệm vụ được phân công là chuyển và tiếp đạn cho các trận địa pháo phòng không. Dù ở đâu và được giao bất cứ nhiệm vụ gì, người thanh niên Nguyễn Phú Hiền đều tận tâm, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 1967, trong lúc đang cùng tiểu đội thanh niên tiếp đạn cho trận địa pháo phòng không 105mm, ông và đồng đội bị máy bay Mỹ ném bom. Nhiều anh chị em đã hy sinh, bản thân ông bị sức ép của bom ảnh hưởng nặng đến vẹo cột sống và dây thần kinh thị giác. Tuy vậy, với sức trai trẻ, sau một thời gian điều trị, ông đã xin ý kiến cấp trên được ra trận tiếp tục cùng đồng đội làm nhiệm vụ. Sau nhiều lần bị thương, sức khỏe giảm sút, đến cuối năm 1967, ông được chuyển về làm tại ngành đường sắt Bộ Giao thông Vận tải. Lúc đó sức khỏe và thị lực của ông đã giảm sút rất nhiều, nhưng với tinh thần lạc quan, yêu đời, ông vẫn luôn cố gắng hết mình và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đầu năm 1987, một bên mắt của ông hỏng hẳn, mắt còn lại chỉ còn 0,5 trên 10 sau nhiều đêm chăn trở suy nghĩ ông quyết định làm đơn xin nghỉ chế độ mất sức vĩnh viễn trong suốt quá trình công tác ông luôn cố gắng phân đấu hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao và được đảng nhà nước các bộ ban ngành tặng nhiều huy chương bằng khen giải thưởng giấy khen về với đời thường cũng là thời điểm đất nước bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới chuyển từ kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường tuy sức khỏe yếu mắt không còn nhìn rõ những sự vật xung quanh nhưng ông không chịu bó tay ông làm mọi việc để cùng phụ giúp vợ bươn trải, lo cho cuộc sống gia đình, nuôi dạy các con khôn lớn, ăn học đến nơi đến chốn và hiện tại các con ông đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, công việc ổn định. Năm 2012, ông được biết và xin vào sinh hoạt tại Hội Người Mù, quận Long Biên. Chứng kiến sự thiệt thòi của những người đồng tật, ông luôn chăn trở và thầm nghĩ. Bản thân mình vẫn còn nhiều may mắn hơn anh chị em, Chính vì vậy, cần phải làm một việc gì đó có ý nghĩa để khơi dậy niềm tự tin, lạc quan, yêu đời trong mỗi anh chị em đồng tật. Với bản lĩnh là một người không chịu khuất phục trước những khó khăn, cộng thêm với trải nghiệm cuộc sống, đặc biệt là năng khiếu sáng tác thơ, nhạc trời phú, ông đã có những đóng góp hết sức có ý nghĩa trong các phong trào hoạt động của hội. Đặc biệt là trong cuộc vận động Hai vượt, bốn rèn, năm phấn đấu, cán bộ hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chủ tịch vì vậy mỗi lần quận hội tổ chức phát động các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước là một lần anh chị em lại được nghe thơ của ông sáng tác tặng cho các cán bộ hội viên hội người mù quận long biên mọi người đều thấy trong thơ ông có một điều gì đó rất gần gũi thân thương với tất cả mọi người đặc biệt là niềm lạc quan yêu đời và như nói giúp họ những tâm tư tình cảm mà họ chưa bao giờ bày tỏ được bằng lời kết nối những hoàn cảnh gần lại với nhau quên đi những khó khăn nhọc nhằn đời thường chút bỏ hết những mặc cảm của bản thân và chỉ thấy niềm vui vỡ hòa trong tiếng cười bất tận. Tuy tuổi đã cao, mắt đã không còn nhìn thấy, nhưng hơn 2 năm nay, cứ vào mỗi sớm, khu phố vẫn thấy một ông già, bất kể là trời mưa hay gió bão, ngày nào cũng lần dò từng bước, đi đến bến xe buýt, kiên nhẫn đứng đợi chuyến xe số 10, rồi tiếp đó là chuyển sang xe 11 để kịp giờ cho buổi tập yêu ga cười tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hồ Hoàn Kiếm. Chuyện trò với chúng tôi vẫn tiếng cười sảng khoái. Ông nói, rất tình cờ mà cũng là cơ duyên. Hơn hai năm về trước, ông gặp lại một người bạn thân. Trong lúc hàn huyên câu chuyện, người bạn đó thấy bạn mình mắt không còn nhìn được, sức khỏe lại không tốt, đã giới thiệu ông sang câu lạc bộ yêu ga cười. Lúc đầu ông cũng chỉ định đi xem để cho biết, cho thỏa tính tò mò. Nhưng rồi càng tập, ông càng mê. Sức khỏe được nâng cao, hầu như không còn mệt mỏi ốm đau. Và điều đặc biệt, môn yoga cười luôn làm cho tinh thần mỗi người trẻ ra sống lạc quan yêu đời và gần nhau hơn. Tại khu phố cũng như trong các buổi sinh hoạt người cao tuổi của phường Đức Giang, mặc dù không còn nhìn thấy nhưng ông luôn là một cây văn nghệ không thể thiếu và mọi người vẫn thường nói với nhau rằng vắng ông Hiền, buổi sinh hoạt thiếu đi tiếng cười. Niềm vui nối tiếp niềm vui, năm 2014 Ông tham gia cuộc thi kể chuyện về tấm cương đạo đức của bác do Đảng Bộ Phường Đức Giang tổ chức trong cuộc thi này ông đã vinh dự đạt giải nhất và được quận long biên biểu dương khen thưởng với chúng tôi đặc biệt là với anh chị em hội viên trẻ ông nguyễn phú hiền luôn là một tấm gương sáng trong sinh hoạt học tập cũng như trong đời sống khi biết vượt lên tất cả và điều vô cùng ý nghĩa đó chính là biết chia sẻ niềm vui hạnh phúc đến với mọi người giả thân mến, chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người làm chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác và đóng góp của quý thính giả. Thư và bài viết quý vị có thể gửi tới chương trình theo địa chỉ Chương trình Niềm tin ánh sáng kênh giao thông quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 10 số 58 Quán Sứ Hà Nội hoặc thư điện tử niềm tin ánh sáng a.gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình.